phần thứ phát này là các bạn nhìn có vẻ khá là dời dặn. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cố gắng chúng ta học từ từ dần dần đến các video cuối cùng. Các video cuối cùng sẽ là những video mà tôi sẽ tổng kết lại xem là vậy tóm lại thì các phần thứ phát đó chúng ta sẽ sử dụng để làm gì và chúng ta sẽ thực hành nó như thế nào. Và gì các bạn nhớ là gì ạ? À, đây nó giống như kiểu là một bộ phim ấy, có thể càng về cuối thì nó lại càng hay đúng không ạ? Và các bạn đừng bỏ mất tập phim giữa nào nhá. Ok, nào hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần liên kết mới, đó là phần liên kết giữa các mệnh đề để thành câu. Hôm trước là nội bộ mệnh đề rồi, bây giờ sẽ là giữa các mệnh đề để trở thành câu nhá. Nào, nhưng mà trước hết như thường lệ chúng ta sẽ vẫn học các cái phần phát âm và các phần đánh vần sang một cái chữ cái mới, đó là một cái ok, nào chúng ta sẽ đi vào số 19 nhé. Đó là các liên kết ở trong tiếng Anh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với các liên kết trong tiếng Anh nhé. Nào, lesson số 19. Lesson số 19 đó là các cái liên kết trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ đi là tiết số 2 liên kết này. Nào, trước hết thì chúng ta sẽ đi vào phần words of today. Này. Words of the day. Words of the day. Nào, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đọc một số các cái vần, đúng không? Một số cái vần mà nó có chữ y, Hôm trước chúng ta giải quyết xong chữ e rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết xong chữ cái y nữa. Nào, các bạn là trước hết thì các bạn sẽ hiểu rằng là gì? Đó là y nó có thể là gì? Đó là I, nó có thể đọc là y đúng không? Vậy trong trường hợp nào nó đọc là I thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Nào hôm nay y sẽ được đọc là I. Nào trước hết thì các bạn sẽ viết cho tôi một số các cái phần như sau nhé. Bây giờ tôi đọc các bạn sẽ viết nhé. Sau lát nữa chúng ta sẽ so sánh xem là chúng ta nhìn nhận có đúng hay không nhé. Nào, listen to me carefully. Number one, I'd. Number two, I'd. Number three, I'er. Number four, I'll. Number five, ice. Ok, đủ rồi. Nào, bây giờ các bạn là các bạn có thể so sánh nhá. Nào, đầu tiên là tôi có gì ạ? Tôi có từ đó từ it. Vậy này, cái này ấy thì thứ nhất này, đó là chúng ta có thể viết thành ite. Và các bạn sẽ đọc ở diện đó là it. Có nghĩa là cái phần i này này, y sẽ được đọc ai khi mà gì ạ? Khi mà cái vần của nó là y cộng với phụ âm, đúng không? Và cộng với chữ gì ạ? Chữ e, đúng không? Nên là cái này các bạn sẽ đọc là gì ạ? Các bạn sẽ đọc là ai, đúng không ạ? Nào, tiếp theo là chúng ta có gì ạ? Đó là chúng ta có gì ạ? Ai, tức là y d e các bạn đọc là gì ạ? Đó là ai. Ví dụ như là cái từ này các bạn sẽ đọc là gì ạ? Pride. Đúng không ạ? À, hoặc là gì? Hoặc là từ này ta sẽ đọc là gì? Đó là kite. Hoặc từ này chúng ta sẽ đọc là gì? Đó là sight. Đúng không? Nào, tiếp theo thì tôi có gì? Tôi có là ire thì các bạn sẽ đọc là gì? Đó là ire. Tức là ire. Nào, tiếp theo ile thì các bạn sẽ đọc là gì? Đó là ire. Ví dụ như là chúng ta có từ gì đó là fire and file. Ok, nào các bạn có phân biệt được hai chữ này không? Nào bây giờ các bạn sẽ chọn cho tôi nhé. Nào, number one is a fire. This one is a file. Ok, file. Ok, very good. Nào, tiếp theo này, tiếp theo là tôi có từ chữ gì ạ? Chữ là ice. Nào,
À, nếu các bạn biết thành lập ISE là bạn đã bị nhầm rồi. SE thì nó sẽ đọc là Z. Còn chỗ này phải là gì ạ? CE đúng không ạ? À, chắc là các bạn cũng nhớ rất là nhiều các cái từ như là gì? Face, à, tức là có chữ CE đúng không? Và tôi bây giờ các bạn là CE thì các bạn sẽ đọc là SC đúng không ạ? Nên là ICE thì là ICE. ICE thì mới là gì ạ? Đó là IS gì ạ? Nè. Ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều các cái loại y nữa đúng không? Y là gì ạ? Như là có gì nhỉ? À, chúng ta có y gì ạ? IBE thì chúng ta có gì ạ? Đó là INE chúng ta sẽ học là INE. Ví dụ như là gì ạ? WINE đúng không ạ? IME thì chúng ta sẽ học gì ạ? IME. Ví dụ như là TIME. I have no time. IME đúng không ạ? Tức là các bạn gần như các bạn đọc gì ạ? Đó là I am, xong cộng với một cái cụm đó, đúng không ạ? Đó là cái dạng thứ nhất nha, đó là I thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là I cộng cụm nghe, đây là vần số 1. Vần số 2, nó cũng được đọc là I, I. Khi mà gì ạ? Khi mà nó là gì ạ? Đó là IND. IND chúng ta biết là gì? Nó vẫn được đọc là I. Ví dụ như là tôi có gì ạ? Tôi có các từ như là gì? Find hoặc tôi có từ gì ạ? Từ là mind đó. Nên là gì? Nên là IND nhé. Các bạn không đọc là mean đúng không? Mà ta sẽ đọc gì? Đó là mind hoặc là gì? Hoặc là blind chứ không phải là believe đâu nha. Ok. Nào, một cái dạng tiếp theo nữa cũng đọc là I rất là phổ biến. Đó là gì? Đó là cái dạng số 3 nhé. Đó là IGHT hoặc là IGN nào, ví dụ như là gì? Ví dụ như là chúng ta có từ gì nhỉ? Right. Yes, right. Hoặc là chúng ta có từ gì? SIGN bắt đầu là gì? Đó là sign đúng không? Nên là gì? Nên là nhớ nhá. IGHT, IGN chúng ta vẫn đọc là sign. Nên là gì? Nên là hôm nay thì bạn xin nhớ cho tôi nha. Đó là chúng ta có 3 phần liên quan đến chữ I phổ biến nhất mà ta phải nhớ, đó là gì? Là I cộng phụ âm cộng với E đúng không ạ? Tiếp theo đó là gì? Đó là IND. Tiếp theo là IGHT và IGN. Chúng ta vẫn đọc là gì? Đó là I. Nào bây giờ bạn sẽ đọc lại cho tôi nha. I Kite Pride, I, pride, fire, time, I am, time, file, ice, wise. Wine. Sight. I'm. Mind. I'm. Right. Sign. Nhớ nhá. I. Ok nhá. Nào, hy vọng rằng là hôm nay các bạn đã nhìn thấy các cái vần này và bạn không sợ nữa nhá. Chúng ta đọc là gì? Đó là I giúp tôi nha. Nào, đó là cái phần word of the day của ta ngày hôm nay. Đó là hy vọng rằng các bạn đã biết đọc những cái từ mà có cái vần này nha. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần hai la mã, đó chính là grammar of the day. Ok. Grammars of the day. Ok, ở trong cái phần ngữ pháp của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ học về các phép liên kết ở trong tiếng Anh và chúng ta sẽ đi giải quyết cái vấn đề số 2 nhỏ của cái phần ngữ pháp liên kết. Nhớ nhá, một nhỏ là gì? Đó là liên kết trong nội bộ mệnh đề, nội bộ SQL. Thì hôm nay chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ đi vào là liên kết giữa các SQL với nhau, liên kết giữa SQL với nhau.
và gì ạ? Và liên kết giữa các phép với nhau ấy, thì tôi lại chia thành các cái phép liên kết như sau. Cái phép liên kết thứ nhất này, cái phép liên kết A nhỏ này, đó là liên kết ghép. Liên kết ghép đẳng lực, tôi gọi là liên kết ghép đẳng lực. Tôi cũng gắn liền với các từ ngữ tiếng Việt vào, giống như chúng ta học tiếng Việt để chúng ta dễ nhớ hơn. Nào, liên kết ghép đẳng lực, liên kết ghép đẳng lực, hay liên kết ghép đẳng lực thì tôi sẽ tạo ra một câu, tôi gọi là câu ghép gì? Tôi gọi là câu ghép đẳng lực, tôi gọi là câu ghép đẳng lực. Vậy này, cái phần liên kết này thì ở trong tiếng Việt, ở trong đây nó sẽ khác nhau như thế nào? Thì các bạn sẽ nhìn lên đây giúp tôi này. Nếu như bây giờ tôi có hai cái cấu trúc chủ bị nó được tách rời nhau ra như này, mà tôi sẽ liên kết các đẳng lập với nhau, thì tôi có thể liên kết bởi những cái từ như là gì, đó là và này, hoặc này, nhưng này, nên này, ở đây đúng không ạ? Thì ở trong tiếng Anh các cái từ này này, các cái từ này này liên kết này này, thì tôi gọi ở trong tiếng Anh ấy, bằng một từ tôi gọi là coordinator hay là coordinating word. Yeah, coordinating word. Vậy ở trong tiếng Anh ấy, thì các cái từ này nó sẽ như thế nào thì các bạn sẽ nhìn về đây nhá. Nào, tôi có phép liên kết số 1. Phép liên kết số 1 của tôi là gì ạ? Đó là SVO. Dấu phẩy. Sau đó các bạn sẽ cộng với các từ như sau. Xong cộng với SVO. Ok, và các cái từ này ấy, tôi gọi là fanboys. Vậy fanboys là những từ nào? Fanboy là những từ như sau: for, and, nor, but, or, yet và cuối cùng là so. Ok, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong tiếng Việt của chúng ta ấy, thì có các từ như là và này hoặc này, đúng không? Nhưng này, nên này, thì ở trong tiếng Anh nó cũng như vậy. Nhưng mà ở trong tiếng Anh ấy, thì nó sẽ nhiều hơn chúng ta một chút, đó là nó có gì? Nó có là 7 cái từ. Và 7 cái từ này ấy, tôi gọi là gì? Đó là coordinator. Và gì ạ? Và các bạn nhớ là gì? Trong cái kết cấu, cái cấu liên kết này thì ở đằng trước của coordinator là chúng ta sẽ phải để dấu gì? Dấu phẩy, nhớ nhá. Các bạn sẽ phải chính xác tôi đến từng dấu phẩy nhá. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là gì? Xem đó là vậy for and not but or yet và so nó sẽ có ý nghĩa như thế nào, đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn lên đây nhá. Nào, for, thứ nhất là for này. For này nó có nghĩa là vì. For mà đứng như này nhá, thì nó có nghĩa là vì nhá. Và gì ạ? Và nếu như mà tôi có gì ạ? SVO xong phẩy for SVO thì tôi phải hiểu đó là SVO vì SVO, đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Ví dụ như là tôi có diện đó là I learn English very well. What? Phải. For I study very hard. What? Cái câu này có nghĩa là gì? Đó là tôi học cái này rất là giỏi, phải for vì tôi học thì là tôi học rất là chăm chỉ. Ví dụ như thế nhỉ? Có nghĩa là nếu từ for đến đây nhá, hiểu nhá, có nghĩa là vì chứ sau đó phải. Còn nếu mà từ for mà nó trên cấp độ nó là giới từ ấy, thì nó nghĩa là cho, đúng không? For you, for me, for us, cho bạn, cho tôi, cho chúng ta, for, đúng không ạ? Nhưng mà trong trường này thì nó nghĩa là gì? Ok, các bạn nhớ tôi đầu tiên. Nào, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta có từ gì ạ? Chúng ta có từ and. Vậy cái từ and này nó có nghĩa là đơn giản, nó nghĩa là và thôi. Nó nghĩa là và thôi, rất đơn giản. Nào, tiếp theo, ví dụ như là gì? Tôi lấy một ví dụ như là gì? Đó là My mother is a nurse. What? Tức là gì? Tức là mẹ tôi là một y tá. And My father is a doctor. Đấy. Nên là gì? Nên đó là nếu như câu này thì các bạn sẽ đối nhau bởi từ em và từ bạn, chắc là có dấu phẩy nhá. Nào, tiếp theo chúng ta có từ gì? Nor.
Vậy no có nghĩa là gì ạ? No có nghĩa là và cũng không. Và cũng không. Ví dụ như này, ví dụ này. À, ví dụ như là gì? Như là à, anh ta không uống rượu, anh ta cũng không hút thuốc. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ nói như nào nhỉ? Nó là gì? Đó là he does not drink wine. Phải nor. Và bạn lưu ý ở chỗ này là gì? Đó là nor này mang hàm nghĩa là not, nên là nó sẽ đi liền với trợ động từ does, tức là chúng ta sẽ phải nói là nor does he smoke. Các bạn lưu ý chỗ này. À, chỗ này thì các bạn hiểu đơn giản rồi. À, này. Người ta muốn nhấn mạnh thì người ta đặt cái chữ no lên đầu. Và no này đồng nghĩa với not thôi. Nên là gì? Nên là thứ nhất là trong mệnh đề này nó không còn not nữa. Tại vì no nó là not rồi. Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là à, ở bên này là does not, có nghĩa là cái phủ nhận thì nó sẽ đi kèm với trợ động từ does. Thì ở bên này để mà gì? Để mà hai cái này gần nhau thì người ta đặt cái trợ động từ lên gì? Lên trước, đúng không ạ? Và cái này thì ở trong tiếng Anh người ta gọi là hiện tượng đảo ngữ. Cái này thì các bạn nếu như mà các bạn tham gia các khóa luyện thi thì chúng ta sẽ được nghiên cứu rất là kỹ ở cái đảo ngữ này, ok nha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta đảo cái trợ động từ lên trước để sao cho cái trợ động từ đấy nó gần với các cái từ mang nhấn mạnh hơn, và trong trường này chúng ta từ no, ok. Nên là gì? Nên đó là no có nghĩa là và không. Nào, tiếp theo chúng ta có từ but. À, và lúc này thì tôi sẽ nghiên cứu cái từ but tương đương với cái từ yet cùng một lúc. Nào, từ tiếp theo này, but và yet nó khác nhau như thế nào? Hai cái từ này nhá thì đều có nghĩa là nhưng. Hai từ này đều có nghĩa là nhưng. Tuy nhiên thì gì ạ? Thì cái từ nhưng này nó có sự sắc thái khác nhau. Tôi lấy một cái ví dụ như sau. À, tôi có một cái câu như thế này nhá. Nó sẽ nói là sáng nay trời nắng, phải nhưng chiều lại mưa. Chiều trời lại mưa to. Mưa to. Và câu thứ hai này. À, trời mưa to. Mưa to, phải nhưng em vẫn đi học. Thì các bạn nhìn thấy hai cái từ nhưng này là có gì khác nhau? Cái từ nhưng đầu tiên là gì? Đó là sáng nay trời nắng nhưng mà chiều trời mưa to. Đây tôi gọi là nhưng đối lập. Đối lập có nghĩa là mang sắc thái đối lập tương phản lẫn nhau giữa sáng và chiều, mưa và nắng. Ok. Thì với các cái từ nhưng mang sắc thái đối lập như thế này thì ở trong tiếng Anh người ta sẽ dùng từ but. Yeah. Nào, còn trường hợp số 2 thì bạn nhìn là gì? Đó là sáng nay trời mưa to nhưng em vẫn đi học. Có nghĩa là gì? Có nghĩa đó là cái nhưng này nó mang sắc thái gì? Không phải là đối lập mà nó mang sắc thái miêu bộ. Ý của người nói ở đây là gì? Đó là trời mưa to thì lẽ ra là nghỉ nhưng em vẫn đi học, có nghĩa là mang sắc thái miêu gì? Nhưng bộ. Và nếu như mà nhưng mang sắc thái nhưng bộ như thế này thì ở trong tiếng Anh người ta sẽ dùng từ yet. Có nghĩa là để thể hiện sắc thái tương phản đối lập thì người ta dùng từ but. Còn nếu mà để thể hiện sắc thái nhưng bộ có nghĩa là lẽ ra phải như thế này nhưng nó lại cái khác thì chúng ta sẽ dùng từ yet. Ở trong tiếng Anh nó rất là khoa học đúng không ạ? Còn ở trong cái việc ta chỉ dùng một từ đó là từ nhưng thôi đúng không ạ? Nên là bạn phải hết sức lưu ý nha. Nào, tôi lấy một ví dụ này. Và đó thì đó là à, em học trên màn hình nhưng em vẫn học rất nghiêm túc. Nên vẫn thế nhất. Đó là các bạn sẽ dùng từ yet đúng không? Nhất để thể hiện rằng là bạn là người vượt khó, bạn là người gì? À, không phải là ở trên lớp bạn ấy mới học gì nhỉ? Một cái nghiêm túc là chỉ cần ngồi trên màn hình trước video của tôi là bạn vẫn phải học nghiêm túc đúng không? Được chưa? Đó, nên là chỉ nên là đây là sự nhiệm bộ và tôi rất là khen bạn nếu như bạn là người nhất, có nghĩa là bạn là vượt khó rồi đấy, đúng không? Nào. Vậy nào, tiếp theo chúng ta có từ or. Rồi, thì các bạn biết là gì ạ? Đơn giản or thì nó có nghĩa là hoặc thôi. Or này có nghĩa là hay hoặc vậy thôi. Yeah. Và sắc thái của nó thì cũng tương tự ở trong tiếng Việt. Tiếng Việt nó cũng thành trong tiếng Việt.
Và cuối cùng chúng ta có từ sâu. Sâu, sâu có nghĩa là gì ạ? Sâu có nghĩa là nền. Sâu có nghĩa là nền, đúng không ạ? Nền là gì ạ? Nền đó là sâu này thì gì ạ? Sâu này thì nếu như mà chúng ta để từ đây thì cái mệnh đề sau là mệnh đề chỉ kết diện kết quả, và câu này là câu nguyên nhân kết quả. Ok, đó đó là một vài các cái chú ý của bạn khi các bạn liên kết ghép cảm lực và dùng chữ gì nhá, cái chữ fan point này nhá. Nên là gì, nên là nhớ nhá, đó là thứ nhất đó, đó là phải có dấu phẩy. Thứ hai, bạn phải dùng các chữ fan point này sao cho nó phù hợp với các cái ý nghĩa của cái từ đó, đúng không? Và gì, và mỗi cái chữ fan point này nó sẽ thể hiện một sự khác nhau trong cái mối quan hệ giữa hai cái nguyên định lực đó. Ví dụ như là nguyên nhân kết quả ngang bằng, phủ nhận đồng thời, đối lập, cái mối quan hệ O là mối quan hệ xung khắc với nhau, hoặc là cái này nhất là mối quan hệ nhượng bộ, sâu cũng chỉ đến nguyên nhân kết quả thôi. Và diện, và chúng ta sẽ còn có các cái phép liên kết đằng sau nữa, và tôi sẽ hẹn lại bạn vào trong các video tiếp theo với các cái phép liên kết tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.